Xin chào đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có mẫu xe đạp đua Wood 7, một dòng xe đạp đua mang ngoại hình rất là khí động học. Nó được làm khung, đây tất cả đều là làm kiểu dẹp khí động học các bác nhé. Nó sẽ cản gió giúp cho các bác di chuyển trên đường, nó sẽ được cái tốc độ rất là tốt từ cái việc mà nó xé gió này, những cái khung dẹp xé gió này. Đây. Nó sẽ giúp cho các bác di chuyển được cái tốc độ nó tốt hơn nhé. Và kể cả từ tăm vành này, nó cũng là dạng dẹp, cũng là dạng xé gió. Một chiếc xe đạp đua khung nhôm, sử dụng là loại nhôm Alu-X, một loại nhôm Alu 6061 các bác nhé, nhôm 6061. Là một loại nhôm rất là bền, chịu cường độ mạnh và chống bào mòn rất là tốt. Và trang bị thêm trên xe là bộ group chuyển động Shimano Clarit với 8 tầng níp và 2 tầng đĩa đạp cho 16 tốc độ khác nhau. Vành bánh 700C. Vành này cũng nguyên zin theo xe này. 700C Mayuru Vatec bi vòng. Chạy bạc đạn các bác nhé. Giá xe thì rất là tốt thôi, giá thì em sẽ thông báo ở cuối video. Con này giá thì cực kỳ là rẻ thôi. Cuối video em sẽ thông báo với cái bộ cấu hình như thế này. Đây, tay lắc Clarit này. Đây, full hết một set Shimano Clarit. Dây thì toàn bộ chạy âm sườn. Đấy, và khung rất là đẹp nhé, khung dạng dẹp và cái bản nó rất là lớn. Nhìn nó form dáng rất là đẹp. Chúng sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55cm. Còn lại cái ngang là 48cm các bác nhé. Size 48 thì sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75. Đi là phù hợp. Bộ chuyển động full Clarit 8 lít 2 đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì cực kỳ là mượt. Lên xuống rất là nhẹ nhàng. Và giá bán của xe bên em đang bán là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đăng ký kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.